Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bảng phân tích nghiệp vụ gồm có 11 nghiệp vụ như sau. Nghiệp vụ thứ nhất là chủ sở hữu góp vốn bằng tiền mặt là 300 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng là 500 triệu đồng, đơn vị tính là triệu đồng nha các em. Nghiệp vụ thứ hai là chi tiền mặt 5 triệu để mua công cụ dụng cụ 5 triệu. Nghiệp vụ thứ ba là chi tiền gửi ngân hàng 100 triệu nè để mua thiết bị, để mua mấy món thiết bị. Nghiệp vụ thứ tư là mua hàng hóa chưa trả tiền người bán là 80 triệu. Nghiệp vụ thứ năm là xuất bán hàng hóa có giá vốn là 50 triệu, giá bán là 200 triệu thu bằng tiền gửi ngân hàng. Các em chú ý nè. Đây là cái đề mà cô giải thích chú ý cho các em luôn. Khi nghiệp vụ bán hàng thì mình phân tích hai ý liên quan đến việc bán hàng. Đó là dựa theo nguyên tắc phù hợp đó các em. Đó, ý thứ nhất là giá vốn. Ý thứ nhất là giá vốn. Giá vốn là có nghĩa là chi phí mình có được cái hàng hóa đó đó. Giá vốn là giá xuất kho. Chi phí thì nó tỷ lệ nghịch với lợi nhuận. Chi phí thì làm cho lợi nhuận sau thuế này giảm nè, chúng ta ghi âm. Cái dòng chi phí, dòng giá vốn đó, chúng ta ghi âm trong hoạt đơn. Phản ánh doanh thu, cái dòng doanh thu thì các em lấy theo giá bán. Giá bán thì làm cho lợi nhuận tăng, tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Lợi nhuận tăng thì chúng ta ghi dương. Được chưa? Câu số 6, xuất bán hàng hóa có giá vốn 10, giá bán là 40, chưa thu tiền khách hàng. Câu số 6 thì chúng ta cũng làm phân tích hai dòng, một dòng giá vốn và một dòng doanh thu. Câu số 7, chi phí, các loại chi phí nằm ở trong bộ phận văn phòng, thuộc bộ phận văn phòng, trả bằng chuyển khoản. Này, cô ghi tắt cho nó gọn cái đề lại các em. Chứ không là chi phí thuê văn phòng rồi trả bằng chuyển khoản. Đó, nó dài như vậy đó, là 20 triệu nè. Rồi chi phí quảng cáo trả bằng chuyển khoản 10 triệu nè. Đó, ngoài ra chi phí mua văn phòng phẩm trả bằng chuyển khoản 5 triệu. Đấy. Rồi, tiếp theo là các em, câu số 7. Ý C, câu số 7 nó có A 3 ý nè, A, B, C. C là chi phí mua văn phòng phẩm trả bằng chuyển khoản. Câu số 8. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 40 triệu nè. Câu số 9. Chi tiền gửi ngân hàng. Câu số 9 là chi tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán là 80 triệu. Câu số 10 là trả lại vốn góp bằng tiền mặt 100 triệu. Câu số 11 là vay vay nhập quỹ tiền mặt 300 triệu. Rồi bây giờ mình làm bảng phân tích nghiệp vụ của từng câu này nha các em. Rồi các em nhìn đây là bảng phân tích nghiệp vụ nè, 11 câu. Cô lập bảng lên như sau. Bảng phân tích nghiệp vụ các em giống như là cái bảng các em chia làm hai bên đó. Một bên tài sản, một bên nguồn vốn. Đúng không? Rồi cột cuối cùng là cột ghi chú nè. Cột đầu tiên là cột nghiệp vụ, có 11 nghiệp vụ tất cả. Bên tài sản thì có tài sản ngắn hạn nè. Câu 1 nè các em. Câu 1 là gì? Góp vốn bằng tiền mặt 300. Đúng không? Bằng tiền gửi ngân hàng 500. Đề câu số 1 là các bạn nhìn đề nè. Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền mặt 300, bằng tiền gửi ngân hàng 500. Vậy thì góp vốn thì tiền mặt tăng lên 300, tiền gửi ngân hàng tăng lên 500, vậy tổng nguồn vốn tăng lên là 800. Đúng không? Rồi các bạn nhìn từng câu một nha. Đây câu số 1. Tiền mặt 300, tiền gửi ngân hàng 500, tổng nguồn vốn tăng lên 800. Đây. Rồi chúng ta qua câu số 2 nè. Chi tiền mặt để mua công cụ dụng cụ.
ảnh hưởng đến hai đối tượng kế toán đúng không? Chi tiền mặt thì tiền mặt giảm nè, tiền mặt giảm chúng ta ghi dấu âm trong hoạt đơn, ghi số âm trong hoạt đơn, không có ghi dấu trừ gì hết. Trong hoạt đơn có nghĩa là âm. Để mua công cụ dụng cụ thì công cụ dụng cụ tăng. Công cụ dụng cụ là nằm bên tài sản, tiền mặt cũng nằm bên tài sản ngắn hạn, thấy chưa? Ảnh hưởng một bên. Nãy câu số 1 á, tiền mặt là tài sản, tiền gửi ngân hàng tài sản, tổng cái này là vốn, vốn đầu tư chủ sở hữu tăng lên 800. Vậy câu số 1 hồi nãy á, là mình ảnh hưởng hai bên, bên tài sản, bên nguồn vốn. Câu số 5, câu số 2 là ảnh hưởng một bên. Một bên tài sản tăng, tài sản giảm, công cụ dụng cụ tăng, tiền mặt giảm. Đây. Câu số 2 nè. Chi tiền mặt ra nè. Tiền mặt giảm. Chi tiền mặt giảm, công cụ tăng, ghi số dương nè. Rồi, qua câu số 3. Số 3 là các bạn thấy ngay chỗ tiền gửi ngân hàng nè, tiền gửi ngân hàng âm, tức là chi tiền gửi ngân hàng để mua máy móc thiết bị nè, tài sản cố định dương nè. Ảnh hưởng đến một bên tài sản. Rồi câu số 4. Số 4 các bạn nhìn nè, hàng hóa, đúng không? Đây hàng hóa, đây phải trả cho người bán, tức là mua hàng hóa 80 chưa trả tiền cho người bán. Đó. Ảnh hưởng hai bên. Đến câu số 5 các em. Câu số 5 là làm gì này? Câu số 5 là xuất bán một lô hàng hóa nè. Xuất bán một lô hàng hóa có giá vốn là 50. Có giá vốn là 50, giá bán là 200. Đây, giá vốn 50. Giá vốn 50 thì các em ghi âm lợi nhuận sau thuế. Giá vốn là chi phí âm. Các bạn ghi chú RV là giá vốn nè. Doanh thu là giá bán. Doanh thu, thu bằng tiền gửi ngân hàng. Ngay cái cột tiền gửi ngân hàng tăng. Vậy thì khi bán hàng thì các em phản ánh hai dòng cho cô. Một dòng doanh thu và một dòng giá vốn. Hiểu chưa nào? Doanh thu là theo giá bán, còn giá vốn là theo giá vốn người ta cho, hoặc là giá xuất kho là giá vốn. Rồi, qua câu số 6 cũng vậy luôn. Xuất bán một lô hàng có giá vốn là 10, giá bán là 40. Giá vốn là 10 thì làm cho lợi nhuận âm mà. Lợi nhuận âm 10, giá vốn đó. Doanh thu là 40. Đó. Tới câu số 7. Câu số 7 là những chi phí. Chi phí tăng thì làm cho lợi nhuận giảm. Các em hiểu không? Chi phí tăng thì làm cho lợi nhuận giảm. Chi phí cho bộ phận văn phòng là 20 nè. Đó, lợi nhuận giảm 20. Chi phí bán hàng quảng cáo 10 nè. Đó, giảm 10, trả bằng chuyển khoản hết. Ngay chỗ cái cột tiền gửi ngân hàng là giảm nè. Rồi chi mua văn phòng phẩm là 5, phục vụ cho bộ phận văn phòng là chi phí luôn, giảm. Chi tiền ra tiền giảm. Chi tiền gửi ngân hàng. Qua câu số 8 các em. Số 8 các em nhìn đề nè. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng thì tiền ngân hàng tăng lên, đúng không? Trả cho mình bằng tiền gửi ngân hàng thì tiền ngân hàng tăng lên. Phải thu khách hàng sao các em? Tiền ngân hàng tăng lên, phải thu khách hàng giảm. Đúng không? 40. Tiền ngân hàng là tài sản, phải thu khách hàng là tài sản. Tiền ngân hàng tăng, phải thu giảm. Câu số 8. Đây, câu số 8 này. Tiền ngân hàng tăng lên xong. Tiền ngân hàng tăng lên mấy các bạn? Tiền ngân hàng tăng lên 40, phải thu khách hàng giảm 40. Đúng không? Rồi đến câu số 9 nè. Chi tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán. Chi tiền ngân hàng ra thì tiền ngân hàng giảm, trả nợ cho người bán thì phải trả người bán giảm. Đúng không? Hai cái này giảm đều ghi số âm hết. 80. Câu số 9, tiền ngân hàng giảm 80, phải trả người bán giảm 80. Rồi các bạn nhìn cái phân tích. Tiền ngân hàng giảm 80 đây, phải trả người bán giảm 80 đây. Thấy không? Rồi chúng ta qua câu số 10. Trả lại vốn góp bằng tiền mặt 100. Câu số 10 này nó ngược với câu số 1. Các bạn nhìn câu số 1 trên nè. Nhận vốn góp bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thì tiền tăng, vốn tăng, đúng không?
Câu số 10 là trả lại vốn góp bằng tiền mặt thì tiền giảm vốn giảm. Là ghi số âm hết. Tiền giảm, tiền mặt giảm, vốn giảm. Câu số 10 đây. Giảm 100. Vốn nè, vốn đầu tư giảm 100. Rồi qua câu số 11 là vay bằng tiền mặt. Vay về bằng tiền mặt nhập quỹ tiền mặt thì tiền mặt tăng, khoản nợ vay này tăng, hiểu chưa? Vay là nợ vay đó em. Tiền mặt tăng, nợ vay tăng 300. Câu số 11 tiền mặt tăng. À, ghi số dương, nợ vay tăng, ghi số dương. Rồi sau đó chúng ta cộng lại. Cộng lại từng cột, cột tiền mặt là bao nhiêu? Các bạn cộng lại được nhiêu đây? 495, tiền gửi ngân hàng là 525, công cụ dụng cụ là 5, hàng hóa là 20. Phải thu khách hàng hết rồi, đúng không? Tài sản dài hạn 100, phải trả cho người bán hết luôn. Vay và nợ thuê tài chính 300, vốn đầu tư chủ sở hữu 700, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 145. Tổng tài sản là 1145, tổng nguồn vốn là 1145. Đó, các bạn làm ra mà tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn, mình làm như vậy ra đúng cân như vậy là mình làm đáp án đúng nha. Vậy thì những cái số tổng cộng cuối kỳ nè, cái dòng đỏ cuối cùng đó các em, là chúng ta lên cái bảng báo cáo tình hình tài chính cuối kỳ. Đó, lên cái bảng báo cáo tình hình tài chính cuối kỳ, tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn 1145. Đó, chúng ta lấy số cuối kỳ nè, chúng ta lên bảng báo cáo tình hình tài chính cuối kỳ. Rồi, tiếp theo các em, trình bày thông tin trên báo cáo tình hình tài chính. Để trình bày thông tin trên báo cáo tình hình tài chính thì chúng ta cần thực hiện hai bước. Bước thứ nhất là phân tích nghiệp vụ theo phương trình kế toán. Bước thứ hai là dùng số tổng cộng của từng khoản mục trong phương trình kế toán để trình bày trên báo cáo tình hình tài chính. Đó, các bạn gạch chân chữ đỏ nè. Dùng số tổng cộng của từng khoản mục, tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa đó, số tổng cộng ở dưới cuối cùng đó. Chúng ta lên bảng báo cáo tình hình tài chính. Đây. Đây là cái bảng báo cáo tình hình tài chính tại ngày. À, báo cáo tình hình tài chính theo mẫu đơn giản tại ngày 31 tháng 12 năm N. Này, nó gồm bảng này là bảng theo chiều ngang đúng không em? Tài sản bên trái và nguồn vốn bên phải. Tài sản thì có tài sản ngắn hạn nè, tài sản dài hạn nè. À, các chỉ tiêu thì bạn đưa lên tiền mặt. Hồi nãy những cái số cuối kỳ các bạn đưa lên đây, tiền mặt là 495 nè, tiền gửi ngân hàng 525 nè. Công cụ dụng cụ là 5, hàng hóa là 20, phải thu khách hàng hết. À, hết các em khỏi ghi cũng được. Đó. Rồi tổng tài sản ngắn hạn là 1045. Tài sản dài hạn gồm có tài sản cố định hữu hình là 100. Khi nào có tài sản cố định vô hình thì các em thêm dòng nữa. Hao mòn tài sản thì đây là ghi số âm. À, cô chấm chấm ghi trong hoạt đơn cho các em biết để sau này mà có hao mòn thì các em ghi số âm vô. À, tính tài sản dài hạn là bằng gì? Tài sản cố định hữu hình trừ đi cái hao mòn. À, 100. Tổng tài sản là 1145. Thấy chưa? Bên đây nguồn vốn cũng vậy, các bạn đưa số liệu vào. Rồi tổng nguồn vốn cũng là 1145. Vậy các bạn đã lên được cái báo cáo tình hình tài chính tại ngày cuối năm. Rồi các em hiểu bài chưa nào? Ở clip này thì cô chỉ hướng dẫn các em lên cái báo cáo tình hình tài chính. Lấy số liệu từ đâu? Từ cái bảng phân tích nghiệp vụ, đúng không? Lấy số cuối năm thì lên tại ngày 31 tháng 12. Còn lấy số đầu năm thì lên là ngày 1 tháng 1, à, ngày đầu kỳ. À, cô xin chào các em, chúc các em học tốt. Nhớ đăng ký kênh cho cô nhé. Cảm ơn các em.